Kính thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác. Đa số đại biểu đánh giá cao những kết quả của chính phủ trong 9 tháng khi phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra việc chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và khả năng sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia. Đại biểu cho rằng vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công xuất phát từ các thủ tục phức tạp và quy trình rườm rà. Điều này không chỉ làm chậm tiến độ thực hiện các dự án mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả của nguồn vốn đầu tư. Hội nghị Trung ương vừa rồi có yêu cầu thì năm nay thì chúng ta định phiên họp này sửa 7 quy luật một lúc ấy. Liên quan cái này thì hôm qua Ủy ban Tài chính Ngân sách chúng tôi mới họp thì cũng bàn thấy còn nhiều việc phải làm, nhưng tinh thần là gì? Bình thường một văn bản đó phải thông qua 2 kỳ họp Quốc hội, nó phức tạp lắm, dính đến 7 quy luật cơ. Nhưng mà Trung ương quyết tâm là thông qua trong một lần thôi. Chúng ta cũng đã đi trao đổi kinh nghiệm, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài thì một số nước là cái việc thực hiện một cái dự án người ta thực hiện rất là nhanh. Một cái công trình, một cái dự án có khi là chỉ trong vòng 2 năm là đã có sản phẩm. Nhưng nếu mà của chúng ta thì 2 năm đầu là chỉ loay hoay thủ tục, quy trình thôi. Học hỏi thì mình phải áp dụng, mình phải nghiên cứu lại các cái quy trình, các cái thủ tục của mình. Về nợ công, đại biểu cho rằng mặc dù nợ công của Việt Nam vẫn nằm trong giới hạn cho phép, việc quản lý và sử dụng nguồn vốn này cần được đánh giá kỹ lưỡng để tránh lãng phí. Bày tỏ băn khoăn về việc tuyển dụng và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong bộ máy nhà nước, đại biểu chỉ ra trong bối cảnh biên chế ngày càng siết chặt, khối lượng công việc ngày càng tăng nhưng chế độ lương bổng chưa đủ hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhân tài. Việc có chế độ đãi ngộ tốt cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Con số mà tổng số mà chúng ta đặt ra cái mục tiêu trong của cả giai đoạn 2021-2025 thì nó lại là 15.801 cái quy định cần cắt giảm. Tôi cho rằng là một thách thức rất là lớn. Ta mới thực hiện được có 1/5 thôi. Bây giờ đã là năm 2024 rồi, còn một năm nữa. Thì tôi đề nghị là chắc là phải có cái giải pháp mạnh hơn nữa. Chúng tôi có cái con đường duy nhất hiện nay là phải chuyển đổi số, phải áp dụng công nghệ thông tin càng nhiều càng tốt để thay thế cho con người. Phải có cái cơ chế để đánh giá người nào làm việc thực sự và người nào là thôi có bớt cũng chả làm sao. Nếu giảm biên chế thì phải giảm vào cái đối tượng đó. Chứ nếu mà chúng ta mà cứ là tính một cách cơ học, cái nơi mà làm nhiệm vụ cắt thì cứ cắt, thì xong rồi đến một lúc nào đó là phải nói là các cái nhiệm vụ thì sẽ không có đủ con người để mà hoàn thành. Cũng tại phiên thảo luận, một số đại biểu đề nghị cần sớm điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, trong đó tăng giảm trừ gia cảnh, hiện là 11 triệu đồng đối với người chịu thuế, 4,4 triệu đồng đối với người phụ thuộc của người chịu thuế. Mức này quá thấp so với thu nhập của người dân, đặc biệt các đô thị lớn.